Xin chào quý vị và anh em. Hàng vừa mới về đó là thớt âm ly Y9 và tiếp theo là một thớt cắt xét của đúng bộ đài luôn. Như âm ly thì nó ghi là Y9, còn thớt cắt xét thì nó ghi là Y8 V-kép. Điều đó là điều hiển nhiên trong những bộ dàn của Nhật. Giá âm ly là 7 triệu, còn thớt cắt xét là 3 triệu 500 nghìn đồng. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ. Đắm sông sâu mặt trời vàng và mặt em nâu cho anh gửi Huế một câu. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Đây là đang chạy tín hiệu AUX từ bên ngoài, tôi sẽ chuyển sang tín hiệu băng cassette này. Băng cassette nhìn mây trôi xa xa, góc cạnh đẹp mượt mà luôn. Người về từ hôm đó mà lòng con thương vẫn thương, bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn thương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má. Một con âm ly mà những người chơi loa nha Nga chuyên săn tìm. Loa Nhật, loa Mỹ thì khỏi phải nói, như dòng loa Nga của dòng Pioneer thì người ta hay ưa chuộng con này.